Chào mọi người, mình đang có mặt ở vườn ươm Hải Đăng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một giống cây hoa thân leo rất hoa rất là bền và đẹp. Đó là cây lan hoàng dương. Lan hoàng dương là một giống lan rừng. Các bạn. Cây rất là khỏe và nhanh cho ra hoa. Lan hoàng dương rất phù hợp cho chúng ta có thể trồng ở ban công, cũng như trồng ở sân thượng trước nhà, cũng như trồng ở trước nhà sân vườn. Dương có một sắc hoa, đó là sắc vàng màu là vào mùa xuân. Quan niệm thì màu vàng đem lại tiền tài hạnh phúc, cũng như là mùa xuân là đem lại cho chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, một khởi đầu mới thật tuyệt vời các bạn. Lan hoàng dương hiện nay nhà vườn Hải Đăng đang có hai dòng giống cây, đó là một là dòng đã cho hoa, đã cho như này, hai là cây giống chưa cho hoa. Cách hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách trồng cũng như chăm sóc của cây lan này, lan hoàng dương này. Đó là cách trồng của cây lan hoàng dương. Lan hoàng dương chúng ta có thể trồng ở chậu hoặc trồng trực tiếp xuống đất. Thì trồng xuống, mình giới thiệu sơ qua về cách trồng xuống đất. Thì chúng ta đào một cái hố 60 x 65 x 65, xong chúng ta bón một lớp phân lót để từ 5 đến 7 ngày chúng ta mới trồng, để cho diệt hết các mầm bệnh gây hại cho cây. Còn trồng trong chậu thì như nhà vườn đang trồng đây các bạn, đây cũng vẫn cho hoa bình thường, cây tốt khỏe nè. Lá rất là xanh. Khi trồng xuống cây sẽ cho hoa sau từ 2 đến 3 tháng, cây đã bắt đầu cho hoa rồi các bạn nhé. Ý nghĩa của cây lan hoàng dương này thì nhiều người quan niệm màu vàng là sự vàng kim, thì màu vàng là mang lại tiền tài, tài lộc. Cũng có một nhiều người suy nghĩ như vậy, nhưng cây này có thể trồng một chút cửa đem lại bóng mát cũng như là một không khí trong lành cho ngôi nhà của chúng ta. Cũng kỹ thuật trồng lan hoàng dương thì cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Lan hoàng dương này cũng như một số dòng cây leo khác thì trồng cây lan rất ưa sáng, ưa chỗ nhiều độ ẩm. Chúng ta thường xuyên vệ sinh đất ở gốc cây, rác vôi bột cũng như rác phân bón thuốc trừ sâu. Chăm sóc cho cây lan này thì sẽ lên được màu cây lan khỏe, cũng như đem lại cho ngôi nhà chúng ta một dáng bóng mát cũng như rất là đẹp. Lan hoàng dương thì chỉ có một số bệnh như đốm lá hoặc là thối rễ, đấy chủ yếu là do chúng ta cũng như cách trồng cũng như và chăm sóc hàng ngày. Thì các bạn để ý khi trồng lan hoàng dương, chúng ta phải để ý đến nơi, một nơi như để ý đến đất trồng, ánh sáng, độ ẩm, cũng như để ý phân bón nữa các bạn ạ. Hiện nay ở khu vực Hà Nội cũng như khu vực miền Bắc thì nhà vườn Hải Đăng đang là cơ sở cung cấp giống lan hoàng dương uy tín chất lượng nhất, đảm bảo 100% cây giống chuẩn giống cũng như ra hoa đẹp. Cách nhân giống lan hoàng dương thì có hai cách, một là gieo hạt thì chúng ta để hạt, nhưng gieo hạt thường thường sẽ không được gieo hạt. Cái hạt lên có cây giống nó không được chuẩn, còn cũng là cách dâm cảnh sẽ đem lấy lại nhất hết tinh túy gì của từ cây mẹ chuyển sang cây con các bạn ạ. Đầu tiên rất là đẹp các bạn, màu vàng
vàng này, rất nhiều vàng đây. Xin chào mọi người, mình sẽ hẹn gặp mọi người vào video sau.